Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay tiếp tục bên em sẽ lên cho bác và anh em một lô mic Beyer BS780, giá cực kỳ hợp lý cho bác và anh em sử dụng gia đình, hay là sử dụng cho phòng hát, hay là sử dụng cho sự kiện các bác nhé. Và lô mic này thì em sẽ để với cái giá cực kỳ hợp lý cho bác và anh em. Đấy, chưa bao giờ mic Beyer mà để cho bác và anh em giá hợp lý như vậy. Thì các bác và anh em có thể là xem video này để em giới thiệu chi tiết về dòng mic Beyer BS780 các bác nhé. Thì dòng mic này bên em về được 15-16 bộ gì đấy. Đấy thì em đã vệ sinh xong, test xong để bán cho bác và anh em. Thì dòng mic này nó sử dụng tay da cá màu vàng gold rất đẹp các bác nhé. Phải nói là lô mic này đẹp trên 90% cho bác và anh em. Dòng mic này sử dụng mên mạch, mỗi bên là hai hộp số sóng, và là mên mạch hay nhất của Beyer là dòng này, và bền nhất của Beyer là dòng này các bác nhé. Đấy, mên mạch đầy đủ linh kiện này, và mên mạch phải nói là sóng ổn định, chất âm hay cho các bác và anh em sử dụng gia đình hay là sử dụng cho sự kiện. Dòng mic này thì em đã nói rất nhiều về nó rồi. Nếu mà mic Beyer chính hãng thì đường sau của nó đều có hai đường Canon để các bác và em chơi hai đường mic riêng biệt, và một đường mic 6 ly, tức là mic CH A+B đây, thì nó sẽ ra hai đường mic luôn ở đường 6 ly này các bác nhé. Và có hai dâu anten cài để các bác và anh em có thể là bắt sóng xa hơn. Các bác và anh em dùng mic thì phải lắp dâu vào thì sóng nó mới ổn định và xa cho bác và anh em hát các bác nhé. Chứ còn nếu nhiều các bác và anh em về vứt dâu đi thì nó sẽ hát, nó sẽ mất sóng đấy. Đấy, cái dâu này rất quan trọng. Nhiều các bác và anh em về cứ vứt dâu đi, để không cần dâu thì không hát được đâu các bác nhá. Thì hát khoảng 5-6 mét là nó sẽ mất sóng đấy. Mất sóng thì bắt buộc phải lắp dâu vào. Đấy thì dòng mic Beyer BS780 này thì nó vẫn sử dụng nguồn 12V 500A, và có hai chiếc áp để các bác và anh em hạn chế tín hiệu đầu vào cho các bác và anh em. Tức là khi các bác và anh em muốn cái độ nhạy của tín hiệu đầu vào nó nhạy quá thì các bác và em có thể là giảm xuống, còn nếu mà các bác và anh em muốn hát độ nhạy lớn thì có thể là tăng cái chiếc áp này lên. Thì cái độ nhạy này thì khi các bác và anh em dùng cho đường Canon nhá, đấy, cho đường Canon thì mỗi bên nó sẽ có một cái chiếc áp. Đấy thì cái này thì các bác và anh em dùng thì cứ để cho em là ở giữa cho em. Đấy, cái chiếc áp này ở 12 giờ. Rất nhiều các bác và anh em thắc mắc là cái chiếc áp này để ở vị trí nào. Thì cái vị trí thì các bác và em cứ để cho em là 12 giờ các bác nhé. Nếu mà các bác và em cảm thấy nó ồn quá thì có thể là giảm xuống 10 giờ. Đấy, còn nếu mà các bác và em muốn cái tiếng mic của mình nó dày tiếng thì có thể là tăng lên 1 giờ, 2 giờ cho em. Đấy là chỉnh cái tín hiệu độ nhạy đầu vào cho tiếng mic. Dòng mic này thì bên em sẽ có giá cho bác và em là 2.300.000 một bộ. Bên em bao ship và bao test cho bác và em là 90 ngày các bác nhá. Bao test cho bác và em 90 ngày. Đấy, chưa bao giờ cái mic Beyer mà nó giá rẻ hợp lý như thế này các bác này. Chưa bao giờ giá rẻ hợp lý như thế này. Đấy, dòng mic này thì có chế độ tự ngắt và gia tốc luôn cho bác và anh em. Và bên trong tay mic của nó còn rất đẹp. Nói chung là không có điểm gì để chê dòng mic Beyer này cả, về giá này, về độ đẹp và về chất lượng các bác nhá. Dòng này thì các bác và anh em có thể là dùng cho gia đình, dùng cho sự kiện, dùng cho phòng hát VIP rất ok. 1 2 4 5 6 bì đi. 1 2 4 5 6 bì đi. 1 2. Thì dòng mic Beyer BS780 này thì nó cũng tất cả nó giống nhau như những cái dòng mic Beyer khác mà em đã bán cho bác và anh em. Thì mặt trước của đầu thu của nó sẽ có một nút tắt nguồn, khởi động nguồn hay là tắt nguồn, và có tăng giảm âm lượng cho mic A và mic B. Đấy, và có thay đổi tần số sóng. Chứ còn trên đầu thu này nó sẽ không có tăng giảm âm bát hay là tăng giảm âm chép gì cho mic cả các bác nhá. Đấy, nó chỉ có là tắt nguồn này và tăng giảm âm lượng cho mic A này, và tăng giảm âm lượng cho mic B này, và có thể là thay đổi tần số sóng, reset tần số sạch cho các bác và anh em sử dụng này. Đấy, chẳng hạn các bác và anh em về muốn thay đổi tần số các bác nhá, thì các bác và em có thể là bỏ tần số cũ đi, 164 này, trên này là 164. Thì khi các bác và anh em thay đổi tần số thì các bác và em nhìn trong màn hình tay mic lấy ba số này các nhá, 164 này, trên màn hình của nó cũng là 164. Đấy, rồi các bác và em thay đổi lên chẳng hạn cho về 160. Đấy, thì cho về 160 thì nó sẽ mất tần số. Thì khi mà bị sai tần số sóng giữa đầu thu và tai mic thì tiếng mic nó sẽ không nói được, thì bắt buộc phải lấy lại.
Thế thì bây giờ các bác mình bấm vào set này, bấm vào set. Bây giờ IR chạy 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 như này, các bác mình giơ cái màn hình tay mic vào chỗ mắt thần của mic B là tự động nó sẽ tìm tần số cho bác vào anh em. Đấy, khi tìm tần số xong thì trên màn hình nó sẽ báo hai cột sóng và hình quả pin là nó đã nhận tay mic cho bác vào anh em. 1 2 4 5 6 Đấy, còn bên này là tăng giảm âm lượng cho mic B quá nhá. Đấy, giảm âm lượng này, tăng âm lượng cho mic B này. Đấy, bên này cũng tương tự như mic B thôi. Còn khi bán cho bác và anh em thì em sẽ khóa đầu thu. Đấy, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Một tay giữ vào nút úp và một tay bật nguồn lên. Đấy là nó đã hiển thị cái khóa như này các bác nhá. Nó hiển thị cái khóa như này này. Đấy, khi hiển thị cái khóa như này thì các bác em sẽ không tăng giảm âm lượng được hay là thay đổi tần số sóng được. Đây là khóa trẻ em. Còn khi các bác và em muốn mở khóa ra thì cũng làm tương tự này. Đấy, tắt nguồn đầu thu đi, một tay giữ vào nút úp và một tay bật nguồn lên. Đấy, bao giờ nó mất cái khóa các bác nhá, mất cái khóa này. Đấy là các bác phải có thể là tăng giảm âm lượng được này. Đấy, cho mic A và mic B. Đấy thì em cũng đã hướng dẫn rất nhiều trên những cái dòng mic Beyer vỉ tím thì những cái thao tác tăng giảm âm lượng hay là thay đổi tần số sóng lấy tần số IR hay là mở khóa hay là khóa trẻ em thì em đã hướng dẫn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Thì các bác và anh em đang có nhu cầu sở hữu bộ mic Beyer PS780 với giá tiền là 2.300.000 một bộ, bên em bao ship, thì các bác và em liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc, mua hàng được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Với chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.